thứ hôm nay là coi ngày 29. Hôm nay nhận nhận bộ bộ cliché của không không rồi. Không phải là mình không phải mình đang xài PC đâu nha, mình đang xài là xài mình đang xài laptop, nhưng mà mình kết nối cái mình kết nối trời ơi, mình cầm máy bằng tay cho nên là mình có bằng tay à. Thì mình kết nối cái laptop của mình vào trong cái màn hình, với lại là bộ bộ bàn phím và chuột khui ra đây như mình nói với mấy bạn luôn. Một cái Buster Frame. Frame thì giống nhau nhưng tại sao nó lại bán lẻ được, là tại vì nào, thấy chưa, hai cây súng khốn nạn vậy đó. Nó có Vinapsid Buster, mình nghĩ đây là con duy nhất mình mua được. Đây là bộ giáp cộng với có nghĩa là mình mua con này thì mình có được một con Buster như hình nha, như hình, không có giáp không có gì hết, tại vì nó có cái khung á, bạn thấy không nè, nó có cái khung nè, anh bóc lẹ 5 phút. Speed build để sau ha.